Tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp, tức ngày 8 tháng 7 năm 2024 âm lịch, ngày đinh mùi, tháng nhâm thân, năm giáp thìn. Xung ngày kỷ sửu, tân sửu, xung tháng quý sửu, đinh sửu, ất dậu, ất mão. Chủ nhật này con giáp nào gặp nhiều may mắn? Con giáp nào gặp họa tai ương? Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi Tý ngày 11 tháng 8 năm 2024 Các dấu hiệu hôm nay tuổi Tý có thể sẽ bị khiển trách vì đã không làm tốt nhiệm vụ được giao. Con giáp này cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc đừng để những chuyện vụn vặt khiến mình sao nhãng hiệu quả làm việc giảm sút có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch thăng tiến của con giáp này hãy nghĩ đến công sức vất vả gây dựng cơ đồ trước đó của mình để suy nghĩ cẩn thận hơn ngày nay tuổi tí càng phải tỉnh táo hơn trong các quyết định may mắn có thủy sinh mộc giúp cho chuyện tình cảm vẫn diễn ra êm đềm đây là nguồn động lực không nhỏ dù trong thời điểm khó khăn, con giáp này vẫn có chỗ dựa tinh thần là người yêu, vợ hay chồng. Họ khá thấu hiểu những gì bản mệnh đang làm và thông cảm với những gì bản mệnh đang trải qua. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ 17 giờ quý nhân phù trợ, sửu, thân màu sắc cát tường, đen, trắng. Hai Tuổi Sửu ngày 11 tháng 8 năm 2024 công việc hôm nay, tuổi Sửu rất dễ vướng phải tranh chấp với lãnh đạo. Bản mệnh không nên đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao, nếu không sớm muộn gì thì người phải chịu nhiều thiệt thòi hơn cũng chính là mình. Cho dù có gặp khó khăn nhiều đến thế nào đi chăng nữa, tuổi Sửu cũng không nên nghĩ tới việc từ bỏ hoặc thôi việc đó chỉ là hành động trốn chạy chứ không thể giải quyết triệt để vấn đề hãy dũng cảm đối mặt với thử thách có như vậy con giáp này mới có thể nhanh chóng trưởng thành trên phương diện tình cảm người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái hẳn ai cũng sẽ yêu mến một người tài năng và chắc chắn trong mọi việc như con giáp này hãy mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm của mọi người Giờ tốt trong ngày 9 giờ 11 giờ quý nhân phù trợ, tí, sửu màu sắc cát tường, cà phê, xám. 3. Tuổi dần ngày 11 tháng 8 năm 2024 tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng chủ nhật ngày hôm nay mang tới may mắn ở phương diện tài lộc cho tuổi dần con giáp này được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến người làm công ăn lương có thêm thu nhập ngoài đặc biệt người kinh doanh có cơ hội phát triển rất cao lợi nhuận thu về khá lớn đủ để tính đến khả năng mở rộng lĩnh vực song tuổi dần vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá chán tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt Tài lộc gặp nhiều may mắn là vậy nhưng con giáp này có thể gặp nhiều nỗi muộn phiền ở phương diện tình cảm. Mâu thuẫn giữa bản mệnh và đối phương liên tiếp nổ ra nhưng không giải quyết được. Mọi thứ dần rồi nén lại, chỉ chờ tới khi bùng nổ, đe dọa và vỡ tình yêu đôi lứa. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ 21 giờ quý nhân phù trợ, ngọ, hợi màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời. 4. Tuổi mão ngày 11 tháng 8 năm 2024 xem bói tử vi hôm nay. Tam hội xuất hiện báo hiệu đây là một ngày rất thích hợp để tuổi mão xây dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa. Cơ hội gặp gỡ quý nhân cũng cao hơn rất nhiều. Quý nhân sẽ giúp đỡ bản mệnh có những hướng đi và lựa chọn chuẩn xác. Nếu có ý định xuất hành, con giáp này nên đi theo hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hướng thần may mắn hoặc hướng tây nam để gặp tài thần hướng thần tài có như vậy thì công việc tiến triển thuận lợi hơn tránh được những rắc rối không cần thiết hôm nay dù công việc bộn bề con giáp này cũng đừng quên dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm nơi đó thực sự quan trọng với mình đừng quên rằng sau những ồn ào hào nhoáng của đời sống Gia đình là nơi mà bản mệnh tìm đến sự yên ổn và có những phút giây thực sự thoải mái. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ 23 giờ quý nhân phù trợ, mùi. Tuất màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu. Nam, tuổi thìn ngày 11 tháng 8 năm 2024 chủ nhật ngày hôm nay, tuổi thìn có một ngày làm việc gì cũng thuận lợi sự tin tưởng giúp đỡ của mọi người xung quanh khiến bản mệnh lại càng cảm thấy tự tin hơn nữa dù cho khó khăn có xuất hiện tuy nhiên con giáp này vẫn cần chia sẻ suy nghĩ với bạn bè đồng nghiệp xung quanh nhiều hơn việc trao đổi ý kiến có thể giúp tuổi thìn nhanh chóng nhận ra thiếu sót của bản thân để khắc phục sai lầm và định hướng cho tương lai khiến công việc ngày càng trở nên trôi chảy. Theo quan niệm dân gian trực, ngày mới hôm nay là ngày tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ. Vì thế, con giáp này nên sắp xếp công việc nào cần thực hiện cho phù hợp để gặp nhiều may mắn. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ 1 giờ quý nhân phù trợ, mão, thân màu sắc cát tường, vàng, nâu. 6. Tuổi tỵ ngày 11 tháng 8 năm 2024 hôm nay, tuổi tỵ làm việc hăng say hơn, mọi việc đều rất thuận lợi. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc vì sẽ không mang lại hiệu quả cao. Đừng quá ảo tưởng về sức mạnh của mình khi ôm đồm tất cả vào người. Trên phương diện tình cảm, tuổi tỵ đón nhiều niềm vui về điều này đặc biệt có lợi cho người độc thân khi sẽ có cơ hội gặp gỡ người khác phái mở rộng mối quan hệ cho mình và biết đâu trong số đó sẽ có người mà bản mệnh luôn tìm kiếm bấy lâu nay các cặp đôi biết trân trọng mối quan hệ hiện tại nên luôn cố gắng để bảo vệ hạnh phúc của mình giữa hai người khó tránh những khúc bất đồng quan điểm nhưng quan trọng là hai người đều chủ động nhún nhường tìm cách thấu hiểu đối phương để giữ gìn hòa khí Giờ tốt trong ngày, 1 giờ 3 giờ quý nhân phù trợ, xử, dậu màu sắc cát tường, đỏ, hồng. 7. Tuổi ngọ ngày 11 tháng 8 năm 2024 tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết Chủ nhật ngày hôm nay cục diện tam hợp mang đến cho tuổi ngọ rất nhiều tin mừng khi công việc phát triển thuận lợi những người cần phải học tập thi cử cũng sẽ đạt được kết quả xứng đáng bản mệnh có thể hài lòng với một ngày của mình tuổi ngọ ngày càng tự tin hơn trong công việc mà bản thân đang theo đuổi con giáp này tìm thấy những điều kiện tốt thúc đẩy sự nghiệp cho chính mình đó cũng có thể là cơ hội học tập để nâng cao kiến thức cũng như vị thế cho bản thân. Ngũ hành tương sinh càng tô điểm thêm may mắn trong ngày này của tuổi ngọ khi chuyện tình cảm cũng suôn sẻ chẳng kém. Gia đảo êm ấm, vợ chồng đồng lòng. Con cái nghe lời là những niềm may mắn không phải ai cũng có nên bản mệnh vô cùng trân trọng hạnh phúc hiện tại. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ 5 giờ quý nhân phù trợ. Dần vớt màu sắc cát tường, tím, đỏ. Tám, tuổi mùi ngày 11 tháng 8 năm 2024 theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, chủ nhật ngày hôm nay, tuổi mùi vốn rất tài hoa và thông minh, tuy nhiên bản mệnh thích làm việc theo hứng thú nhất thời chứ không mấy kiên trì điều này có thể khiến cho công việc không đạt được kết quả như ý muốn cho dù đang gặp phải tình huống khó giải quyết đến thế nào bản mệnh cũng đừng vội bỏ cuộc hãy kiên trì hơn nữa bởi biết đâu thành công đã rất gần với con giáp này hơn nữa việc bỏ dở giữa chừng có thể gây rắc rối cho mọi người xung quanh trên phương diện tình cảm, tuổi mùi và nửa kia luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại là nhờ hai người luôn tôn trọng lẫn nhau, tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi vấn đề, chẳng giấu giếm bất cứ điều gì. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ 15 giờ quý nhân phù trợ, hợi, mão màu sắc cát tường, nâu, xám. 9. Tuổi thân ngày 11 tháng 8 năm 2024 tử vi cá nhân hàng ngày. Hôm nay, tài vận của tuổi thân dễ bị hao tổn, làm ăn hay đầu tư đều thiếu hiệu quả. Có những cơ hội kiếm tiền tưởng chừng đã nằm trong tầm tay thì cuối cùng lại vuột mất rất đáng tiếc. Thiếu quyết đoán sẽ khiến bản mệnh phải tiếc nuối về tiền bạc tốt nhất các kế hoạch tài chính trong hôm nay con giáp này đều cần phải xem xét cẩn thận trước khi đưa ra quyết định đừng nghĩ rằng cứ đầu tư là sẽ sinh lời sinh lãi bản mệnh có thể bị lừa gạt hoặc đầu tư không đúng nơi đúng chỗ may mắn vận trình tình cảm có nhiều điểm sáng vận trình tình duyên có những biến chuyển tích cực con giáp này nhận ra rằng tình yêu không ở đâu xa mà ở ngay bên cạnh chỉ có điều bấy lâu nay bản mệnh không hề hay biết mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ 11 giờ quý nhân phù trợ, thìn. Tí màu sắc cát tường, vàng, trắng. Mười tuổi dậu ngày 11 tháng 8 năm 2024 tuổi dậu gặp vấn đề không nhỏ liên quan đến tình hình tài chính. Việc kinh doanh đang tốt đẹp bỗng nhiên trở nên lụn bại, khách hàng quay lưng. Một loạt vấn đề đổ ập xuống đầu con giáp này. Tuổi dậu còn phải lưu ý đề phòng bị kẻ xấu hãm hại, lừa gạt tiền bạc mà chẳng hề hay biết. Cả tin, lòng tin không đúng chỗ. Bản mệnh nếu không sớm tỉnh ngộ thì sẽ chẳng thể nào vớt vát được gì nữa đâu. Ngũ Hành xung khắc, nhắc nhở các cặp đôi chớ nên vì muốn hơn thua nhau trong những vấn đề nhỏ nhặt mà để xảy ra tranh cãi liên miên. Tình yêu vốn không có chỗ cho thói ích kỷ đó. Hơn thua để làm gì khi dù là người thắng hay kẻ thua trong cuộc tranh luận thì chẳng ai thấy dễ chịu cả. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ 11 giờ quý nhân phù trợ sửu, thìn màu sắc cát tường, bạch kim, xám. 11. Tuổi tuất ngày 11 tháng 8 năm 2024 tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng chủ nhật ngày hôm nay, tuổi tuất làm ăn có lộc. Bản mệnh không nên trần trừ, giao dự trước những cơ hội đầu tư, kinh doanh quá lâu. Hãy quyết đoán nắm bắt, con giáp này chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận trong nay mai tuổi tuất là người ôn hòa và rộng rãi tuy nhiên trong lĩnh vực chi tiêu con giáp này cần phải lập những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn nếu cứ chi tiêu hoang phí thì dù có kiếm được nhiều tiền đến đâu một ngày nào đó cũng sẽ cháy túi trên phương diện tình cảm tuổi tuất rất vượng đào hoa nếu đã có đối tượng thầm mến và còn độc thân, con giáp này nên cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu về nhau kỹ hơn. Có người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, bản mệnh sẽ thấy cuộc sống trở nên phong phú hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ 3 giờ quý nhân phù trợ. Dần, ngọ, màu sắc cát tường, vàng, cam. 12 tuổi hợi ngày 11 tháng 8 năm 2024 hợi hào hứng khi công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Thời điểm này bản mệnh có thể tranh thủ tiến hành các việc lớn như khởi nghiệp, mở rộng quy mô, triển khai dự án mới. Công việc hanh thông nên kéo theo tài vận cũng có chuyển biến tích cực. Hứa hẹn cơ hội được tăng lương nên nguồn thu nhập chính tăng nhẹ con giáp này hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương, thưởng phù hợp với công sức đã bỏ ra. Tuy nhiên, vận trình tình cảm của tuổi hợi dối ren do mâu thuẫn quan điểm. Các cặp đôi dễ nảy sinh cái phá, hoặc rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Người độc thân cảm thấy thỏa mãn với tình trạng hiện tại. Không quá sốt sắng tìm kiếm một nửa bên cạnh, giờ tốt trong ngày. 5 giờ 7 giờ quý nhân phù trợ, mùi, mão màu sắc cát tường, đen, xanh lam.